Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ, chúc mừng và khen thưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những cô gái Kim Cương và huấn luyện viên Kim Cương vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới World Cup 2023. Và sau chiến thắng lịch sử giành vé tham dự World Cup 2023, sáng nay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ, giới truyền thông và lãnh đạo các cơ quan ban ngành. Ngay sau khi trở về nước, đội tuyển nữ Việt Nam đã được chào đón tại buổi lễ vinh danh với sự tham dự của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Với các nữ cầu thủ, khi đã mang chiến thắng vinh quang trở về quê nhà, về với vòng tay của gia đình và người hâm mộ, Tết giờ đây mới thực sự bắt đầu. Chiều cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có buổi tiếp đón và chúc mừng chiến công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao huân chương lao động hạng nhất. Các cầu thủ Trương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng huân chương lao động hạng nhì. Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến nhận huân chương lao động hạng ba. Trải qua cuộc hành trình với không ít khó khăn thử thách, tấm vé bước vào vòng chung kết World Cup 2023 là minh chứng cho những nỗ lực, quyết tâm không ngừng nghỉ và tinh thần đoàn kết vững mạnh của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.